Đồng tính nữ ở Long An gây sốt với hôn lễ thế kỷ toan siêu xe, đám cưới của Hải Yến và Thảo Nguyên chắc chắn là một trong những mơ ước của nhiều cặp đôi chuyển giới khác. Vào tháng 6 năm 2020, từng có một cặp đôi đồng tính nữ ở Long An khiến cho dân tình phát sốt vì hôn lễ thế kỷ, khiến bất kỳ ai cũng mơ ước, đó chính là đám cưới của hai cô gái trẻ Hải Yến 24 tuổi và Thảo Nguyên 28 tuổi. Quả ngọt sau nhiều năm khó khăn, với sự chấp thuận của hai bên gia đình, hôn lễ của Hải Yến và Thảo Nguyên diễn ra rất vui vẻ, linh đình và đầy đủ nghi thức như bao đám cưới khác. Tuy nhiên, để có được ngày vui này, cả Yến và Nguyên đã phải cùng nhau vượt qua rất nhiều chông gai khó khăn. Lúc đầu yêu nhau, cả hai phải qua lại trong lén lút do gia đình Yến cấm cản. Trong suốt quãng thời gian 3 năm bên nhau, Thảo Nguyên và Hải Yến từng nhiều lần ôm đối phương khóc nức nở vì quá khổ sở, không biết chuyện tình cảm mình đi về đâu hay phải cố gắng đến bao giờ. Chia sẻ, chúng mình phải cố gắng sống thật tốt để ba mẹ hiểu và thông cảm. May mắn ba mẹ mình sau đó đã thuyết phục và đồng ý cho chúng mình tổ chức đám cưới. Yến chia sẻ, trai nong về những định kiến liên quan đến chuyển giới, cả hai cho biết. Lúc đầu chúng mình cũng buồn lắm, nhưng tự an ủi, hãy bỏ qua tận ngoài tai, chỉ thương ba mẹ hai bên, phải chịu những lời bàn tán không hay. Đám cưới thế kỷ đầy hạnh phúc với dàn siêu xe rước dâu khủng. Cái gật đầu của gia đình có thể nói chính là động lực và niềm vui to lớn của Yến. Cô bạn chia sẻ sự ủng hộ của người thân đối với mình chẳng khác gì một giấc mơ. Ngay sau đó cả hai đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Mọi khâu chuẩn bị từ chụp ảnh, mời bạn bè, đặt cỗ chỉ diễn ra vỏn vẹn 20 ngày, chưa đầy một tháng. Lễ cưới được diễn ra chỉn chu với sự hiện diện đông đủ của cả đôi bên gia đình. Đặc biệt hôn lễ này còn khiến cho dân tình bất ngờ với độ hoành tráng khi quy tụ dàn siêu xe rước dâu cực khủng. Được biết Hải Yến và Thảo Nguyên quen nhau trong đám cưới của một người thân. Chính vẻ ngoài điển trai, tomboy của Nguyên đã khiến cho Yến đổ gục. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai cùng chơi chung một nhóm bạn, nên càng có nhiều thời gian gặp gỡ, tình cảm cũng từ đó mà lại sinh dần. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Yến cho biết khi kinh tế ổn định hơn, hai vợ chồng sẽ tính đến chuyện đón thiên thần nhỏ, hy vọng những cặp đôi chuyển giới sẽ có cái kết đẹp, viên mãn như Hải Yến và Thảo Nguyên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.